Xin chào tất cả các bạn, mình là Lâm đến từ team marketing. Hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn một chương trình khuyến mãi đang diễn ra tại Samsung. Như các bạn cũng biết, ở thời điểm hiện tại, người tiêu dùng đang rất quan tâm đến những vấn đề chi tiêu và đặc biệt là họ cực kỳ chú trọng đến việc tiết kiệm. Hiểu được điều này, Samsung mong muốn truyền tải đến khách hàng một thông điệp cũng như là một chương trình khuyến mãi mang tên Sắm Samsung Tiết kiệm khủng, mang đến cho người tiêu dùng những lợi ích với 8-0 như sau: trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, không tốn tiền điện, không phí học trực tuyến, không phí tập thể dục, không phí xem phim, không phí xem truyền hình và không phí vận chuyển. Và một cái tip nho nhỏ để cho các bạn bán hàng một cách tốt hơn, khi mà khách hàng đến cửa hàng thì các bạn có thể tiếp cận ngay với khách hàng bằng cái thông điệp là sắm Samsung tiết kiệm khủng, trong đó mình nhấn mạnh về trả trước 0 đồng, 0% lãi suất và không tốn tiền điện. Sau đó thì mình mời khách hàng vào trải nghiệm sản phẩm cũng như là chia sẻ thêm về những ưu đãi liên quan đến ứng dụng. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn bán hàng thật tốt.